mãi ngày nào trăng lên băng ngọn cau. Mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao. Cha tôi ngồi xem báo phố xa vắng hiu hiu trong đêm mùa khô giáo. Tôi nghe tiếng còi tàu ba. Em ước mơ em là em được là tiên nữ ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người, ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa, thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa. Mười bốn, em ước mơ mang hồn, em mang hồn thi sĩ. Theo gió mưa em đi hát xây mộng cho người. Trên cánh thơ tuyệt vời hát yên vui cõi đời. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa. Em đi mùa xuân tới rồi, mặc vào người rồi ra ngồi lại chào mẹ cha. Hàng lụa là thơm dáng tiểu thơ, xin cho em một chiếc áo màu, cho em đi nhẹ trong nắng chiều. Một chiều nhiều người theo ở ngoài đường trên phố, và lòng người như áo phất phơ. Xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo. Một dòng sữa thơm xa xưa còn truyền, tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn. Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn. Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào, giọng trầm hát câu ca dao rạt rào. Tuổi thần tiên có em anh chị yêu, có thêm ông bà tóc trắng da nhèo. Đường ngôi dễ tóc xanh tóc chưa dài, còn thêm dây mới.
cho tôi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Cho đi lại từ đầu, xin thân ái kính chào quý vị và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thái Hiền xin kính chào quý vị. Thái Thảo, Thái Hiền sẽ có vài lời chia sẻ cùng với quý vị. Vừa rồi là ba nhạc phẩm nữ ca mà nhạc sĩ Phạm Duy đã viết vào năm thập niên 70. Lúc đó Thái Hiền chắc 13, 14 tuổi khi vừa mới chập chững đi hát. Và ngày hôm nay, biết bao nhiêu năm ngày hôm nay đứng ở trên sân khấu đây, Paris by Night, và những hình ảnh của bố mẹ phía sau, Thái Thảo, Thái Hiền vừa hát mà rất là cảm xúc, cảm động. Và hy vọng bài hát vừa rồi đưa quý vị trở về quá khứ, trở về những kỷ niệm của tuổi mộng mơ và những tuổi thần tiên mà chúng ta ai cũng có ở lúc mình còn bé. Hy vọng quý vị cũng cảm nhận như Thảo và Hiền đã cảm nhận. Vâng ạ. Những bài hát này Thái Hiền đã hát từ lúc mà mình mới có 13, 14 tuổi thôi, mà cho tới hôm nay đã gần một nửa thế kỷ mà Thái Hiền vẫn còn được cái may mắn được đứng ở đây để hát cho quý vị nghe những bài hát đó, thì Thái Hiền cảm thấy rất là cảm động. Và cảm ơn quý vị đã chia sẻ với lại gia đình của Thái Hiền và Thái Thảo. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa.